hôm nay ngày 5 tháng 6 năm 2023, shop Hưng My xin giới thiệu mẫu Twitter R5. Khung xe được trang bị carbon, phủ carbon, cốp yên carbon, ghi đông bô tăng nhôm. Tay đề lắc Shimano Terra 4007, cùi đề đĩa Shimano Terra 4007, cùi đề lip Shimano Terra 4007, giò dĩa Shimano Terra 4007. Xe được trang bị cấu hình là 2 đĩa và 10 lip. Giá xe đang được bán với giá 19.500.000. Ngàm thắng gom Shimano Terra 4007. Tay đề lắc Shimano Terra 4007. Hàng sản xuất tại Nhật, made in Japan. Ghi đông bô tăng nhôm. Ngàm thắng gom Shimano Terra 4007. Gom carbon, niền carbon, đùm carbon. Tên con xe, thương hiệu con xe Twitter R5. Vỏ xe được trang bị vỏ Innova, xe vỏ 700x25C. Màu sắc con xe là màu trắng đỏ. Giá xe đang được bán với giá chỉ có 19.500.000. Phiên bản này là phiên bản mẫu mới nha bạn nha. Dây âm từ đây rất là đẹp. Nhìn qua điện thoại cho chỉ nó lại hơi khó hơn. Nhìn ngoài ngộ ghê ta. Khung sườn carbon, phuộc carbon, ghi đông bô tăng nhôm. Cốp yên carbon. Màu trắng đỏ. Giá xe 19.500.000. Bao ship. Yên Twitter. Size con này size 46. Con này bữa có khách đặt mà không nhớ số điện thoại để gọi luôn. Giá 19.500.000. Sẽ được trang bị khung sườn carbon fiber. Cùi đề đĩa Shimano Terra 4007, hàng sản xuất tại Nhật, made in Japan. Sơn KMC X10. Giò dĩa Shimano Terra 4007, giò dĩa 5236. Bánh trước bánh sau bạc đạn. Xe mới hàng thùng. Giá xe đang được bán với giá 19.500.000. Cùi đề lip Shimano Terra 4007, lip thả 9 tầng Shimano da băng sơn KMC F10. Các bạn mua xe R5 mà full drop Terra, các bạn lưu ý có một số chỗ không để ngàm thắng Terra mà người ta gắn ngàm thắng Techo. Và đây là cục gom, họ gắn gom thường. Mình là gom Terra, áo gom nè, cục gom carbon nè, áo gom. Cái áo gom và cái cục gom này trước sau là hết 600.000, thêm ngàm thắng này nữa, các bạn biết là trên lệch nhau gần 2 triệu. Tên con xe, thương hiệu con xe Twitter R5. Địa chỉ mua hàng 184/8 Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp. Chào bạn.